cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. bên Phường cảm mời quý vị theo dõi iv news không nên recharge telephone cầm tay nơi công cộng với minh thúy lý do bạn nên bỏ ngay thói quen sạc điện thoại tại phi trường do nhu cầu sử dụng smartphone hiện nay đang tăng nhanh nên nhiều nơi trên thế giới đã gắn các chỗ sạc điện thoại hay thiết bị điện tử cùng wi-fi ở các địa điểm công cộng như phi trường, trên máy bay, trung tâm hội nghị, công viên, vân vân, để cho mọi người có thể kết nối với thế giới. Tuy nhiên, việc sạc điện thoại tại các ổ sạc công cộng như phi trường tiềm ẩn nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân, gài đặt nhu liệu phá hủy. Cắm sạc điện thoại vào ổ sạc USB công cộng có thể khiến cho bạn gặp rắc rối. Theo nguồn tin từ Forbes, Trích dẫn lời của Keller Palo, chuyên gia của tập đoàn công nghệ IBM cho biết, cắm sạc điện thoại vào các ổ sạc USB công cộng cũng giống như việc bạn tìm thấy một chiếc bàn chải đánh răng ở ven đường và nhét nó vào miệng. Bạn không biết chiếc bàn chải đó được sử dụng như thế nào, cho mục đích gì, cũng như ổ sạc kia vậy. Và hãy nhớ rằng, ổ USB tại các trạm sạc điện thoại có thể truyền tải dữ liệu. Nghiên cứu gần đây của IBM đã chỉ ra rằng hacker hiện nay đang nhắm vào những người hay đi du lịch. Từ tháng Giêng năm 2018 thì đã có 566 triệu dữ liệu của hành khách du lịch trên thế giới đã bị rò rỉ hoặc buôn bán theo một cách công khai. Giải pháp an toàn hơn chính là tự mang theo sạc điện thoại phòng hờ hoặc tự sử dụng thiết bị sạc điện của chính mình và cắm trực tiếp đầu sạc vào ổ cắm điện nơi công cộng. Trong trường hợp bạn chỉ mang theo dây sạc điện thoại, Caleb Barlow gợi ý bạn nên chi khoảng 10 Mỹ Kim để mua thiết bị có tên là Juice Jack Defender. Bạn có thể lắp thiết bị nhỏ này vào đầu ổ sạc USB để chặn mọi dữ liệu có thể truyền qua, ngoại trừ nguồn điện. Thay vì sử dụng các trạm sạc công cộng, người dùng nên mang theo sạc điện phòng hờ. Ông cũng khuyên hành khách nên tránh xa các món đồ công nghệ ngẫu nhiên bị bỏ lại nơi công cộng, ví dụ như sợi dây sạc điện thoại hoặc USB. Ví dụ tôi là một kẻ xấu và để lại sợi dây sạc điện thoại của mình tại phi trường. Nếu hành khách nào đó nhìn thấy sợi dây sạc điện thoại và đem về dùng, tôi đã có thể thu thập thông tin từ họ nhờ lắp thêm một con chip để khai triển nhu liệu độc hại trên chiếc smartphone mà họ đã kết nối với sợi dây sạc điện thoại. Ông Barlow giải thích, rất nhiều công ty hiện nay cấm dùng các thiết bị lưu trữ dữ liệu USB vì chúng đem lại hiểm họa khôn lường. Nếu bạn muốn thâm nhập hệ thống máy tính của một công ty, thì hãy đi mua khoảng 100 chiếc USB và đặt chúng tại những nơi nhân viên của tổ chức này thường xuyên lui tới. Ít nhất, một trong số người đó sẽ cắm USB vào chiếc máy tính của công ty, ông Barlow cho biết thêm.